Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Game TV. Và trên tay mình đang là một chiếc smartphone mà mình biết rằng anh em đang rất là quan tâm, một chiếc smartphone mà rất là hot trong thời gian vừa qua. Và xin thiệu với anh em, đây chính là chiếc Redmi Note 8 Pro. Và có thể gọi rằng đây sẽ là chiếc smartphone gọi là quốc dân trong thời gian tới, bởi vì cái mức giá cũng như là cấu hình của nó rất là tốt. Vậy thì cấu hình của nó cũng như là nó tốt như thế nào thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong video này nhé. Rồi, trước khi bắt đầu video thì mình cũng muốn cảm ơn cửa hàng D-Store đã hỗ trợ mình sản phẩm để có thể thực hiện được video này. Và nói chung là mấy cái ông này ông lấy máy nhanh lắm, thành ra là nếu như anh em nào quan tâm thì anh em có thể vào fanpage của D-Store để có thể là hỗ trợ thêm, cũng như là anh em muốn hỏi gì em cứ hỏi tẹt ga đi, mấy ông ấy trả lời hết nhá. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với cái nhân vật chính của ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với anh em những cái gì gọi là hot nhất của cái máy này từ đầu đến cuối luôn. Cái đầu tiên mà mình muốn chia sẻ với anh em đó chính là về mặt cấu hình. Thì hiện tại cái máy này đang được trang bị một cái viên pin rất là lớn, một phải gọi là khủng khiếp, lên tới là 4.500 mAh. Và thấy bảo là ông giám đốc của Xiaomi ấy, thì ông ấy cầm con này tận 2 ngày mà máy vẫn còn 40% pin, là anh em biết rằng là nó lâu và dài đến như thế nào rồi. Về cái phiên bản của cái máy này thì chúng ta sẽ có hai phiên bản. Phiên bản thứ nhất là chúng ta sẽ có 6GB RAM, còn phiên bản thứ hai là chúng ta sẽ có 8GB RAM. Và hiện tại cái máy của chúng ta đang chạy trên con chip là Helio G90T, theo như mình nhớ không nhầm. Thì có thể là anh em nghe đến đây, anh em sẽ hỏi là tại sao lại là Helio mà không phải là Snapdragon. Đấy, thì anh em yên tâm là theo như rất là nhiều những cái nguồn tin mình có tham khảo được, thì con chip này thì nó sẽ mạnh gần bằng con chip là Snapdragon 845. Và theo như cái bài báo hôm trước mình có đọc được ấy, thì cái điểm AnTuTu của cái máy này nó sẽ lên tới là 280.000 điểm. Ui dồi ôi, quá là cao. Thế nhưng mà báo thì nó vẫn chỉ là cái thông tin thôi, chúng ta có thể tham khảo thôi. Còn tất nhiên là ban nãy thì mình có chấm được điểm AnTuTu trên cái máy này. Và tất nhiên là cái điểm nó không thể lên được 280.000. Thế nhưng về cơ bản với con số là 226.000 cũng là một con số nó khá là ấn tượng. Và đặc biệt là cái điểm GPU của máy thì mình đã chấm được khoảng 70.000 điểm. Nói chung là cũng rất là ok với một cái máy mà giá rẻ tầm trung như này rồi. Và thêm một cái điểm cộng nữa của cái máy này đó chính là nó sẽ được trang bị sạc nhanh lên tới là 18W. Và cục sạc thì cũng sẽ được tặng kèm theo máy luôn, và tí nữa thì mình sẽ cho anh em xem. Và bên cạnh đó thì nó còn sạc được cả Quick Charge 4.0. Thế nên là anh em yên tâm về cái thời lượng pin cũng như là về những cái trang bị của cái máy này. Cái thứ hai mà mình muốn chia sẻ với anh em và cũng là một cái ưu điểm của cái máy này đó chính là về phần camera. Tại sao mình lại nói nó là ưu điểm? Bởi vì cái máy này nó được trang bị phần cứng camera phải gọi rằng rất là khủng khiếp. Với cái số tiền mà chúng ta phải bỏ ra, thực sự phần cứng camera này nó quá là tốt. Cái thứ nhất chính là camera chính của nó sẽ có độ phân giải rất là lớn, lên tới là 64 megapixel, và nó sẽ sử dụng cảm biến của Samsung, rất là xịn sò đúng không ạ? Và theo những thông tin của mình ấy, thì cái máy này nó là cái máy đầu tiên trên thế giới mà có cái độ phân giải lớn đến như vậy. Thêm vào đó chúng ta sẽ còn có thêm một camera góc siêu rộng và một cam đo chiều sâu và một camera macro nữa, thực sự quá là khủng khiếp. Nghĩa là cái máy này nó không chỉ có một cam mà nó sẽ có tới 4 cái camera ở phía sau. Với số tiền mà chúng ta phải bỏ ra tầm khoảng 4-5 triệu thì những cái phần cứng này nó quá là tốt, không có gì để chê cả. Cái phần thứ hai đó chính là về camera selfie, thì cái độ phân giải của nó cũng được đẩy lên là 20 megapixel. Và theo như mình thấy rằng là cái độ chi tiết của nó khá là tốt. Đây, anh em có thấy là mụn miếc các thứ là nó vẫn giữ lại hết luôn. Rồi đó là về phần camera, cũng là một trong những cái điểm nhấn của cái máy này. Và chúng ta sẽ đến với lại cái phần mà mình thấy rằng nó ít ấn tượng nhất, đó chính là về phần thiết kế. Tất nhiên là về cái thiết kế của cái máy này nó vẫn giữ lại chúng ta những cái gì cần thiết. Ví dụ như là chúng ta có jack cắm tai nghe 3.5 này, chúng ta có Type-C này. Và chắc chắn là với cái Type-C này chúng ta sẽ có sạc nhanh. Và nó cũng hơi bám mồ hôi dấu vân tay, thực ra nó rất là bám mồ hôi dấu vân tay nếu như mà mình nghiêng như này cho anh em xem. Đó, trời ơi, nhưng mà không sao, cái này thì có thể lau được, anh em không phải lo. Tuy nhiên có một cái điểm như này mà mình cũng cần phải lưu ý cho anh em về cái phần thiết kế. Đó chính là cái cụm camera này thì nó lồi lên thấy rõ và chúng ta có thể sờ được. Đấy, thực sự là nó làm mình hơi quan ngại về cái việc là chúng ta đặt xuống bàn thì cụm camera này nó có bị xây xước hay không. Còn đâu thì nhìn tổng thể cái thiết kế này thì nó không mấy ấn tượng. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm được cái thiết kế này ở trên rất là nhiều những cái thiết bị điện thoại của Trung Quốc bây giờ. Tuy nhiên thực ra đây cũng là một điều dễ hiểu, tại vì là với một cái máy tầm tiền như thế này, một cái máy nó rất là rẻ và chúng ta đã có cấu hình rồi, chúng ta đã có camera rồi, thì cái thiết kế là một trong những cái mà chúng ta cần phải hy sinh. Trước khi mà chúng ta đến với lại cái phần phụ kiện thì mình sẽ nói qua một chút với anh em về cái phần cuối cùng, đó chính là về phần màn hình. Màn hình của máy thì tất nhiên với một cái máy giá rẻ thì màn của nó sẽ là màn IPS LCD. Cái màn này thì thiết kế theo cái kiểu là giọt nước vốn đã rất là quen thuộc ở trên chiếc Redmi Note 7. Tuy nhiên thì nó sẽ vát nó hơi mềm mại hơn một chút so với lại chiếc Redmi Note 7. Cái màn này thì nó sẽ có kích thước là khoảng 6,5 inch với độ phân giải là Full HD cộng. Mình không biết anh em thế nào nhưng đối với cá nhân mình thì mình thấy rằng cái điều này nó hơi đáng tiếc, tại vì là mình mong nó đã làm màn AMOLED, tại vì là chip khỏe rồi,
chơi game các thứ, xem phim các thứ thì màn AMOLED tất nhiên nó sẽ đã hơn là màn IPS LCD. Thế nhưng mà tất nhiên nó thế rồi, chúng ta cần phải chấp nhận thôi, bởi vì là mình cũng không hy vọng quá nhiều với một cái máy mà chỉ tầm giá khoảng 4-5 triệu như này. Hơn nữa là mình thấy màn hình này vẫn rất là ok, không có gì phải phàn nàn với một cái màn hình ở một cái mức giá như này cả. Màn hình rất là trong, chất lượng hiển thị rất là tốt, góc nhìn ổn. Nói chung là ok với một cái mức giá chúng ta phải bỏ ra. Rồi, thì đó là về cái phần màn hình cũng như là về tất cả mọi thứ mà anh em cần biết về cái máy này. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với lại những cái phụ kiện ở bên trong. Ở bên trong thì tất nhiên là với một cái điện thoại giá rẻ như này thì chúng ta sẽ không có tai nghe. Và chúng ta sẽ thay vào đó là chúng ta sẽ có một cái cục sạc. Đây là cục sạc 18W, cục sạc nhanh của chiếc Redmi Note 8. Và anh em có thấy rằng là nó rất là to, đúng không ạ? Tiếp theo là chúng ta sẽ còn có thêm một cái cáp Type-C. Rồi, nói chung là đầy đủ phụ kiện đây rồi, chúng ta sẽ không có tai nghe. Rồi và như vậy chúng ta vừa mới trên tay cũng như đánh giá nhanh về chiếc Redmi Note 8 Pro. Một cái máy mà pin ngon, camera độ phân giải lớn, có sạc nhanh, có jack cắm tai nghe 3.5, thiết kế phải gọi rằng màu sắc rất là đẹp. Thì với một cái mức giá rơi tầm khoảng dưới 6 triệu thì anh em có lựa chọn chiếc máy này hay không? Thì anh em hãy comment bên dưới nhé. Và đừng quên là hãy bấm like, share và subscribe kênh YouTube của anh em TV, bởi vì nếu như có bất kỳ một cái sản phẩm nào nó hot, nó ngon thì tất nhiên bọn mình cũng sẽ làm video để có thể gửi tới anh em. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn lại anh em trong những video lần sau. Đây là Hải Chiều, bye.